Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân lên tiếng khi nhiều đồng nghiệp bán hàng online. Giữa lúc nhiều nghệ sĩ cải lương bán hàng online, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Nghệ sĩ Thanh Ngân sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ tài danh với bốn đời theo nghề hát từ thập niên 30 đến nay. Nghệ sĩ Thanh Ngân từng tham gia các vở cải lương gây ấn tượng như Nhụy Kiều Tướng Quân, Tiếng Trống Mê Linh. Gần đây cô trở lại sân khấu và hát chính cho vở diễn Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Cô còn có những chia sẻ xoay quanh việc nghệ sĩ cải lương bán hàng online. Trong mùa dịch vừa qua, nhiều nghệ sĩ cải lương bắt đầu bán hàng online để kiếm sao thêm thu nhập. Khi được hỏi về vấn đề này, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân không ngại bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình. Nữ nghệ sĩ cho biết cô tôn trọng việc của các đồng nghiệp vì ai cũng cần tiền để mưu sinh. Người ta thường nói, mở mắt đã thấy cần đến tiền, nếu không có tiền, con người chẳng làm được gì. Tôi thì luôn tôn trọng việc nghệ sĩ cải lương bán hàng online vì ai cũng đều cần tiền để duy trì cuộc sống. Nghệ sĩ đi bán hàng không có gì là sai trái hết, miễn sao công việc mình làm phải thuận lòng người, được sự đồng tình của đại đa số theo chiều hướng tích cực. Quan điểm của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân được sự tán đồng từ khán giả. Nhiều người cho rằng việc nghệ sĩ cải lương bán hàng online không phải là điều xấu. Họ chỉ xem đây là nghề tay trái, ngoài ra vẫn tập trung cống hiến cho nghệ thuật. Trong thời gian vừa qua, nghệ sĩ Kim Tử Long phải đóng cửa hai nhà hàng, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng. Chính vì vậy, Kim Tử Long quyết định cùng vợ livestream bán hàng. Trong lúc livestream, anh còn ngẫu hứng hát cải lương tặng khán giả. Không riêng gì nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Bình Tinh trong mùa dịch cũng chọn bán hàng online là nguồn thu. Nữ nghệ sĩ bán một số mặt hàng sách tay kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Bình Tinh cũng hát giao lưu với khán giả. Việc nghệ sĩ cái lương ồ ạt bán hàng trên mạng xã hội từng nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng đúng như nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân nói, công việc nào cũng đáng được tôn trọng miễn là không vi phạm pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo.